Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, mời quý vị cùng suy ngẫm bài học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Khởi đầu mới, để nhận biết rằng Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời giáng thế. Ngài đến để tái tạo chúng ta trở thành những tạo vật tốt đẹp như ý muốn ban đầu của Ngài. Bài học nương trên các câu Kinh Thánh, Giăng chương 1, câu 1 đến câu 4. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Câu gốc của bài học hôm nay là: ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Giăng chương 1, câu 1. Câu hỏi suy ngẫm. Câu 1 đến câu 4 cho ta biết điều gì về Chúa Giêsu? Phúc âm Giăng bắt đầu bằng cụm từ ban đầu, khiến độc giả liên tưởng đến điều gì trong sáng thế ký chương 1? Mục đích của sứ đồ Giăng là gì khi so sánh ngôi lời với sáng thế ký chương 1? Làm sao chúng ta biết mình đã được Chúa tái tạo hay đã là một tạo vật mới? Kính thưa quý vị, khác với Matthew và Luca, những phúc âm bắt đầu bằng giao phả, bằng câu chuyện kể về sự hoài thai và Giáng sinh của Chúa Giêsu. Sứ đồ Giăng bắt đầu phúc âm của mình bằng cách trình bày thẳng vấn đề bằng một lời khẳng định rõ ràng về nguồn gốc và danh tính của Ngài. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Câu 1. Ông muốn độc giả xác định rõ từ đầu rằng Chúa Giêsu không phải là một thọ tạo thấp kém hơn Đức Chúa Trời. Ngài chính là Đức Chúa Trời đời đời. Đây là lời khẳng định chắc nịch của ông cho các độc giả quen thuộc với văn hóa Hy Lạp, những người cho rằng Logos, ngôi lời, chỉ là một thần, sứ giả kém hơn Đức Chúa Trời. Mặt khác, sứ đồ Giăng mở đầu phúc âm của mình bằng cụm từ ban đầu. Đây chính là cụm từ đã được dùng để mở đầu Kinh Thánh trong sáng thế ký chương 1 câu 1. Thêm vào đó, ý niệm về việc tạo dựng muôn vật bởi Ngài, ngôi lời, làm nên câu 3. Ánh sáng và bóng tối câu 4 câu 5. Về lời phán dạy ngôi lời là cách sứ đồ Giăng muốn chúng ta liên tưởng và so sánh với sáng thế ký chương 1. Thế thì, mục đích của sứ đồ Giăng là gì khi muốn chúng ta so sánh ngôi lời mà ông đang nói đến với sáng thế ký chương 1? Thứ nhất, ông đang muốn độc giả nhận biết Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời sáng tạo của sáng thế ký chương 1. Vì Chúa Giêsu không phải chỉ là vật thọ tạo nên Ngài không bất năng như con người. Thứ hai, ông Giăng muốn độc giả nhìn thấy một ban đầu, một khởi đầu mới cho cõi tạo vật thông qua ngôi lời mà ông đang giới thiệu. Nếu Đức Chúa Trời của sáng thế ký là Đức Chúa Trời của sự sáng tạo, thì ngôi lời của sứ đồ Giăng là Đức Chúa Trời của sự tái tạo. Nếu Đức Chúa Trời của sáng thế ký tạo dựng thế gian bằng lời phán, thì lời hay ngôi lời của sứ đồ Giăng tái tạo nên thế giới bằng việc trở nên xác thịt, sống giữa chúng ta. Câu 14. Cũng như Đức Chúa Trời của sáng thế ký mang ánh sáng vào trong nơi tối tăm, ngôi lời là Chúa Giêsu cũng đem ánh sáng chiếu vào trần gian tăm tối. Sứ đồ Phao-lô cũng khẳng định, vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17. Chúa Giêsu đến để tái tạo chúng ta nên người mới hoàn toàn từ trong bản chất. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa, con tạ ơn ngôi lời đã đến để con được tái tạo và phục hồi. Xin giúp con mỗi ngày trở nên trọn vẹn hơn, giống như hình ảnh tạo vật ban đầu Ngài tạo dựng. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có thấy mình đang sống theo những điều làm đẹp lòng Chúa như Galati chương 5 câu 22 nói đến không?
Ngôi lời đã đến thế gian để ban sự sống bình an mọi người, cho con tái tạo phục hồi, giống tạo vật Đức Chúa Trời dựng nên. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.